Chào mừng các bác đã đến với kênh Hàng Nhật Nội Địa Hiến Vũ. Các bác vào xem kênh nhớ cho em xin một nút like, một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để kênh em ngày càng phát triển. Em xin cảm ơn. Hôm nay em đến cho các bác một chiếc nồi cơm Hitachi sản xuất năm 2019, dung tích 1.8, điện 100V, cao tần áp suất bi. Chiếc nồi màu đỏ rất là đẹp, đời rất là cao, 2019. Dung tích 1.8 dành cho gia đình đông người từ 5 đến 10 người ăn. Em đang test nước. Mọi chức năng chạy rất là trơn tru hoàn hảo. Khói trên nắp hơi bốc lên cuồn cuộn, giòn kín 100% luôn. Hình thức chiếc nồi rất là đẹp, màu đỏ, đem lại sự may mắn cho mọi gia đình. Chiếc này đời sản xuất đời rất là cao, 2019. Dung tích 1.8. Các bác có nhu cầu xin liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Em ship hàng toàn quốc, rất mong được phục vụ các bác. Các bác phải xem kênh nhớ cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh, một nút chia sẻ để kênh em ngày càng phát triển. Em xin cảm ơn. Chiếc nồi Hitachi màu đỏ, dung tích 1.8, sản xuất năm 2019, rất là đẹp. Nòng nồi rất là đẹp. Giòn rất là đẹp. Hình thức bên ngoài không cấn móp, không bể vỡ. Các bác vào xem kênh để cho em xin một nút like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để kênh em ngày càng phát triển. Em xin cảm ơn. Các bác có nhu cầu mua hàng xin liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Em ship hàng toàn quốc, gọi trên nắp hơi bốc cuồn cuộn. Còn 14 phút nữa. Trước khi Hitachi thì sản xuất năm 2019, đời rất là cao, màu đỏ rất là đẹp. Màu đỏ đem lại sự may mắn cho mọi gia đình đầu xuân năm mới. Và chiếc nồi này là dành cho những gia đình đông người từ 5 đến 10 người ạ. Em test nước rồi kín chậm chậm. Rồi, chiếc nồi này là sản xuất năm 2019. Sản xuất năm 2019. Sản xuất năm 2019. Trời, chỗ này nó góc hơi tối. Sản xuất năm 2019. Đây. Sản xuất năm 2019. 2019. Dung tích 1.8, điện 100V. Và chiếc nồi này dành cho gia đình đông người từ 5 đến 10 ngàn. Màu đỏ rất là đẹp. Các bác có nhu cầu xin liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Em ship hàng toàn quốc. Chiếc này là ruột nồi rất là đẹp, doang rất là đẹp. Và chiếc nồi này vuông vắn, không nứt vỡ, không cấn móp. Người 4 phút nữa là hành trình nấu kết thúc.
rất đẹp luôn. Khói trên nắp hơi, hơi kín 100% luôn. Khói cho nó bốc được cuộn cuộn luôn. Đời cao giòn rất là mới và sòn rất là mới. Các bác có nhu cầu xin liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Em ship hàng toàn quốc, rất mong được phục vụ các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Em xin dừng video tại đây. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Chiếc nồi rất là đẹp luôn. Còn 14 phút nữa. Chiếc Hitachi là chiếc sản xuất 2019. Đời rất là cao. Dung tích 1.8, điện 100V. Và chiếc nồi này dành cho gia đình đông người, 5 đến 10 người ăn. Rất đẹp. Và chiếc nồi này đẹp cả trong và ngoài, gioăng và nồi nòng xoong rất là đẹp luôn.